135 hộ dân tại thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phải thu hồi đất ruộng để phục vụ một dự án nhà ở và một số hộ không đồng thuận với mức giá bồi thường. Điều này là khúc mắc thường gặp trong việc giải phóng mặt bằng. Thế nhưng vấn đề là những người dân này phát hiện bị mạo danh chữ ký trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất. Đây là khu vực đất ruộng của bà con thôn 1 Mai Xá, được thu hồi để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu nhà ở phía đông thị trấn Vĩnh Trụ giai đoạn 2. Có 135 hộ dân trong diện bị thu hồi đất ruộng. 116 hộ đã nhận tiền đền bù, còn lại 19 hộ không đồng ý mức giá đền bù, dù đất của họ hiện đã được thu hồi. Mới đây, ông Hòa vô tình phát hiện chữ ký mình bị giả mạo trong danh sách nhận giấy thông báo thu hồi đất. Ông đã chụp vội lại rồi in ra đi hỏi người dân thì mới phát hiện một số chữ ký khác cũng bị giả mạo. Nguyễn Duy Hòa, giả và thật. Nguyễn Thanh Phơ, giả và thật. Nguyễn Văn Tuyến, đây là thật và đây chắc chắn là ký thay. Thậm chí trong danh sách này phần lớn đều chỉ là ký nháy chứ không hề ghi rõ họ tên đầy đủ. Theo thống kê, có khoảng 60 người dân có chữ ký bị giả mạo. Trước khi thu hồi đất thì cái bước đầu tiên là họ phải đưa cho mình cái giấy thông báo để coi như gia đình tham khảo xem là cái dự án này là của nhà nước thu hồi để phục vụ lợi ích công cộng quốc gia hay không, hay là coi như là phục vụ coi như là một số doanh nghiệp thôi, lợi ích của doanh nghiệp. Nhưng đây là coi như gia đình là hoàn toàn không nhận được cái này, cho nên là không biết là cái phương án của thu hồi đất này nó phục vụ lợi ích gì. Ông Hòa cho biết nếu đây là dự án phục vụ lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thì phải cho người dân đàm phán giá đền bù với doanh nghiệp, chứ không đồng ý mức giá 73 triệu đồng một xào như là Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân đưa ra. Đại diện huyện Lý Nhân cho biết dự án khu nhà ở phía đông thị trấn Vĩnh Trụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt từ năm 2012 và dự án hoàn toàn được giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân thừa nhận có việc ký thay cho người dân trong danh sách này. Huyện đã điều tra và xác định ông Thành, trưởng thôn 1 Mai Xá là người đã ký thay một số hộ dân. Chính ông Thành, trưởng thôn đã xác nhận bằng văn bản việc này. Lý do là để hoàn thành sớm công việc, bởi ông trưởng thôn nghĩ đơn giản là thông báo này đã được đăng công khai tại nhà văn hóa thôn và xã từ năm 2019 và nhiều người dân đã được biết rồi, thậm chí có những người trong thôn còn nhờ ông ký hộ. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định thông tin thu hồi đất đã được công khai với người dân theo đúng quy trình, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, công khai ở nhà văn hóa thôn và xã và cuối cùng là đưa đến hộ dân. Chính danh sách xác nhận thông báo thu hồi đất đến với hộ dân thì đã phát hiện các chữ ký thay. Thì bản thân ông trưởng thôn cũng đã nhận thấy cái sai và tới đây chúng tôi kiểm điểm xong, chúng tôi tiếp tục yêu cầu là kiểm điểm trước dân. Chúng tôi đây cũng bài học kinh nghiệm rất là lớn cho công tác giải phóng mặt bằng và cái việc là đưa hồ sơ tài liệu gửi đến dân, và bản thân anh em chúng tôi là lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo địa phương cũng như các cơ quan chuyên môn của huyện là rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc này để tránh cái việc người dân hiểu lầm. Và cái việc công khai cái thông báo thu hồi đất của 135 hộ dân trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ là đã được công khai minh bạch, cho nên nó không ảnh hưởng đến tất cả các quy trình về phía sau. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân, theo mục D khoản 3 điều 62 Luật Đất đai 2013, thì dự án khu nhà ở phía đông thị trấn Vĩnh Trụ được xác định là dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Nên việc thu hồi đất tại dự án này do nhà nước thực hiện và mức giá bồi thường được tính theo đơn giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành. Việc thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng luôn rất nhạy cảm, cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Do vậy, chỉ cần phát sinh những sơ suất trong quá trình này, nhất là việc chữ ký của người dân bị giả mạo, dù chỉ là trong danh sách xác nhận đã nhận giấy thông báo thu hồi đất, thì cũng sẽ khiến cho người dân mất lòng tin với quy trình, cũng khiến chính quyền phải giải quyết những hệ lụy liên quan.